Tôi Quỳ Thị Lộc, Lâm Vlog thì chào tất cả quý vị và mọi người. Và tiếp tục nơi thổ điện tài, thì để tiếp tục tại ngày thổ điện tài thì để cho về tiền tài may mắn rực rỡ và ở trong thị xăm này đó đã là hiện lên rực rỡ may mắn tiền tài 84 48 48 nổ đầu miền Nam, 84 ở miền Bắc đó. Rồi thì ai tiền tài để mà tài lễ ngày thủ địa tiền tài này thì trên màn hình đó để ủng hộ tài lễ ngày thủ địa tiền tài hoặc dưới nhân tin đều có để mà tài lễ ngày chúc nhân đàn nhân khối. À, thì ngày hôm nay cũng bánh trái thì cày đem từ lại ngày thủ đi tận tay đã trao về rực rỡ. Và tiếp tục tôi sẽ lên đường và tài lễ đó. Thì ai chưa đăng ký anh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ và Facebook Zalo. Rồi thì ngày nào thần tài thổ địa cũng đem đến tiền tài rực rỡ, quay lớn, nổ đầu ở miền Nam 48, miền Bắc 84. Thì ai có ủng hộ tài lễ thì trên màn hình đó. Trên màn hình để ủng hộ tài lễ hoặc dưới những tin đều có ghim để mà tài lễ ngày thổ địa tận tài chúc nhà khói cũng như bánh trái để mà tài lễ ngày thổ địa tận tài. Rồi thì ai hứa ở đây có lộc thì tài lễ. Thì tôi sẽ tiếp tục lên hương và mong nhân lệnh để mà khấn vái tài lễ ngày thổ đi đồng tài này. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay để mà tài lễ ngày thủ điện tài bánh trái thì cày để mà tài lễ ngày đã cho vào tiền tài 48 84 đấy và rực rỡ Nam Bắc. Thì ai tiền tài để mà tài lễ ủng hộ chúc nhân tiền để mà ngày hỷ linh và sự may mắn tiền tài tiếp theo của ngày 26 tháng 9. Nam mô Phật niên ngày thủ địa hỷ linh thần tài hỷ linh. Nam mô tiếp tục ngày mới thì đem tiếp tục thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chưa đăng ký để theo dõi. Thì để tiếp tục tôi sẽ lắc một thời gian và sự may mắn của ngày 26 tháng
tháng 9 này đó. Thế thì xăm ngày nào cũng đem đến tiền tài rực rỡ may mắn mỗi ngày, thì ngay để hỷ lên đem đến tiền tài thì ai cũng tiền tài để ủng hộ thầy lợi này. Nam mô Phật như ngày thủ địa linh quang, thủ nhân tâm thở bằng quang, thọ chính giáo đạo cao đức trọng, 10 ngày thủ địa thân tài, xì vật xuống dương gian ám lạnh, cất cơ quả để chữa nghiêng nghèo, hay hay chỗ độc công lao hớ hớn trung chính, ngày mũi lưới sắc ta mà đẹp điều lãnh, lưới nước linh mù dọc đàn ạ. Thì thân phủ thỉnh thủ địa hiển linh, tiền tài ngày mai, ngày 26 tháng 9, thì đếm hiển linh sự may mắn tiền tài, thì trong lọc thịt xăm này, rực rỡ may mắn tiền tài, tài lộc đêm đến của ngày 26 tháng 9 năm mô Phật. Đây là thị sâm mới vừa rơi xuống này. Thị sâm này vừa đang rơi xuống, đó, đang nằm ấp xuống này. Thị sâm này đang nằm ấp xuống và tiền tài may mắn của ngày 26 tháng 9 này. Nam Trung Bắc thì ở đây, trong thị sâm này hiện diện con số may mắn như thế nào? Rồi, đây là thị sâm đã nằm ấp xuống. Đó, đây là thị sâm đang nằm ấp xuống này. Và đang nằm ấp xuống này. Rực rỡ may mắn tiền tài. Thì con số may mắn ngày mai 26 tháng 9. Thì anh đang xem chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía dưới hình bên phải đây, và anh chỉ vào Facebook hoặc Zalo đó. Và trong thị sâm này sự may mắn thần tài thủ địa điểm đến tiền tài rực rỡ đó. Thì ai tiền tài để một tài lễ ngày thủ địa tài này cho một cái sâm này rực rỡ may mắn, thì ai có tiền tài thì ủng hộ tài lễ chúc nhân điện thì trên màn hình hoặc dưới những tin đều có để một tài lễ ngày hiển linh.
Đây là số 2 đã hiển thị trước tiên. Và thì xăm này 27. Đó, 27 thì xăm này là 27. 27, 72 thì ở trong thì xăm này là sự hiện diện may mắn tiền tài của ngày 26 tháng 9 Nam Trung Bắc. Đó. Rồi, thì ai có tiền tài cây sâm này tài lễ ngày thổ điện tài ở đây chúc nhân khỏi thổ địa hỷ linh thần tài hỷ linh và cho một cây sâm này rực rỡ may mắn tiền tài nó ai tiền tài để mà ủng hộ tài lễ. Rồi, đây là cây sâm của ngày 26 tháng 9 đó. Thì cây sâm này rực rỡ may mắn tiền tài. Rồi, thì tiếp tục trong lọc thuốc này để em hiện diện sự thực định ở đây và đem đến tiền tài ngày 26 tháng 9 thì trong thì lọc thuốc này và rõ nét như thế nào đem đến tiền tài. Rồi thì tông xem ai chưa đăng ký kênh này nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía màn hình để em theo dõi và chia sẻ và Facebook hoặc Zalo đó và nơi thổ địa tồn tại này rực rỡ mỗi ngày tiền tài mỗi ngày đó. Rồi, thì bà con nào chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký đó và để có tiền tài tại lễ ngày thổ địa hiển linh chúc nhân khỏi nhân đèn để có bánh trái trái cây nhân khỏi đem thắp lên ngày hiển linh và đem đến tiền tài cho tất cả mọi người ở đây đang xem cũng như tài lộc may mắn rực rỡ đem đến đó. Thì một lát nữa trong lọ thuốc này hiện diện như thế nào ở trong đây và rõ nét như thế nào. Thì sau này tôi đang sắp linh vật như đang gắm ở phía trước này đó.
Thôi, ngày nào cũng lọc với trời mà không thấy ai thay đổi ngày thổ điện tài này. Quế linh điều thì tiền tài điểm đến ngày hỷ linh, thần tài hỷ linh mỗi ngày. Đó. Thì trong cây sâm này rực rỡ. Thì một lát nữa trong trong lọc thì lọc thuốc này hiển thị như thế nào để mà xem và để biết được sự may mắn hiển thị của ngày mai Nam Trung Bắc đó. Thì ở đây có thuốc thuốc xong đem xong cho gia đạo hoặc là bổn mạng của mình thì đem liên hệ với nhắn tin đều có để mà tài lệ để mà thỉnh về xong. Đây là thuốc xong, còn đây là thuốc rượu bông bông gân. Đó, ai bị té đánh đập đầu bị bông gân thì mua về sức the ở chỗ vết đánh đánh vết đập vết té rất hay rất công hiệu, tan máu bầm. Ai mà nặng hơn thì uống. Rồi, thì một lát nữa trong lọc thuốc này hiển thị như thế nào thì để mà dòm trong đây. Đó. Và hiện tại thì chưa có số gì trong đây. Rồi, hiện tại trong lọc thuốc này đã rõ nét. Thì tôi đang xoay đây.
Thì anh đang xem chưa đăng ký kênh, nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ vào Facebook hoặc cái lộ. Thì để mà có tiền tài tại lễ ngày thổ điện tăng tài này. Rồi thì đang hiển thị thì tôi đã dừng rồi đó trong lọc thuốc này, thì đã hiển thị rõ nét của ngày 26 tháng 9. Ở trước đây là số 1 này, đó. Số 1 này. Trước đây là số 1. Và đằng sau là con số gì đây? Rất rõ nét luôn. Trước đây là số 1. Đằng sau là con số gì? Đó. Số 1 này. Số 4 này. Đấy. Số 1 và số 4 đã hiển thị rõ nét này. Số 1 và số 4 rực rỡ tiền tài. Ở trước đây cũng có số 1 rồi này. Này. Trước đây cũng có số 1 rồi. 1 nè, 1 nè, 4. Thì 1 114 ở trong lục thuốc này đã hiển thị của ngày 26 tháng 9 và 14 phía sau. Một này, 14 đó, qua rõ. Thì hiện diện của sự tâm linh ở đây đã hiển thị rõ nét của ngày 26 tháng 9. Một này, một này, đây là bốn này. Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ ở phía dưới bên phải để theo dõi kênh và chia sẻ vào Facebook hoặc lộ đó. Ai có tiền tài để ủng hộ tài lễ ngày thổ địa tăng tài này, nhang khói 1 1 4. Thì ngày mai ngày 26 tháng 9 Nam 14, Trung 14, Bắc 14, 41 này. Và ở đây đã hiển thị ở trong một thuốc này 114 thì rực rỡ may mắn, sự may mắn của tâm linh ở đây. Đây là sự tâm linh. Rồi, cho nên ai có tiền tài ủng hộ tài lễ ngày thổ địa tăng tài này đã cho vào tiền tài rực rỡ may mắn. Ngày mai thì 1 1 4 14 ở phía sau.
Rồi, quay là nét của ngày 26 tháng 9 này. Đấy. Một này, một này, bốn này. Quá rõ. Rồi, sự đẳng cấp ở đây của thần tài thổ địa dìm đến đẳng cấp vũ trụ và 14 rực rỡ may mắn tiền tài rực rỡ của ngày mai. Một, một, bốn. Một, một, bốn. Đấy. Một, một, bốn, mười bốn ở phía sau. Thì ngày hôm nay thì tôi cũng để tài lệ đó thì anh tiền tài để ủng hộ trợ lệ quê trời, nhưng không thể tài lệ ngày thổ điện tài này thì đêm có tài lệ ngày thổ địa hiển linh điểm đến tiền tài rực rỡ cho tất cả mọi người đang xem thì ở trên màn hình đó đem tài ủng hộ trợ lệ và tiếp tục một ngày mai rực rỡ thì ai chứng thì xong này thì tôi đang găm gắm vào trong lưu hương này đó. Rồi thì tiếp tục một ngày mới, chào tất cả quý vị và mọi người, chúc cho ngày mai rực rỡ may mắn tiền tài thành công đem đến thì thần tài thổ địa này đó. Rồi xin chào.